Xin giới thiệu với các bạn, đây là phần bì lợn nhé. Và chúng ta thường mua thịt lợn ấy, thường hay vứt cái phần bì lợn này đi, chúng ta không ăn, nghĩ là nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng mình mời các bạn cùng tìm hiểu cho mình cái phần video này. Sau video này sẽ biết về bì lợn rất là tốt nhé. Phần bì lợn thì là loại rẻ, chúng ta thường có thể không ăn đến hoặc vứt bỏ đi. Nhưng mà nó lại có tác dụng phòng ngừa ung thư hoặc ngăn ngừa lão hóa rất là tốt các bạn ạ. Bì lợn là loại thịt mà chúng ta hay bỏ đi vì nhiều người không ăn, lo sợ nó bẩn ấy, vì nó ở nước bên ngoài ạ, và không tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta ăn bì lợn đúng cách sẽ tận dụng được giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này, giúp chống lão hóa và ung thư các bạn nhé. Bì lợn là một trong những thực phẩm chứa hàm lượng protein cao, cũng là một trong những phần thịt có giá trị rẻ như cho, thậm chí nhiều người bỏ đi không ăn hết đấy ạ, như mình đã vừa nói nhé. Trong bì lợn chứa protein, lipid và một số khoáng chất, so với các thực phần thịt khác của con lợn thì bì lợn chứa protein cao nhé, gấp 2 lần chất béo chỉ bằng một nửa. Protein trong bì lợn chủ yếu là collagen hay là elastin hay là một vài chất khác ạ, hợp thành các bạn nhé. Đây là các thực phẩm để gắn kết với tế bào, giúp cơ thể chúng ta rắn chắc hơn, tạo được các mô liên kết cho da, gân, xương, tóc. Những người có vấn đề về xương khớp có thể sử dụng bì lợn để bổ sung collagen rất là hiệu quả. Bì lợn chứa rất ít carbon hydrate, ăn bì lợn không gây tăng đường huyết hay là chất béo trong bì lợn gần như giống dầu ô liu nhé, chủ yếu là chất béo bão hòa các bạn ạ, hoặc chất béo không bão hòa ấy, mang lại lợi ích cho sức khỏe, giúp no lâu. Vì vậy loại thực phẩm này được đưa vào thực đơn ăn uống, ăn hay là chế độ ăn để ăn kiêng nhé, để giảm cân đấy các bạn ạ. Bì lợn chứa nhiều lychee và một số lợi cho các hoạt động của cơ thể, điều chỉnh được hấp thụ gluco, cải thiện được chức năng lão và duy trì trái tim khỏe mạnh các bạn ạ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi ăn bì lợn thường xuyên với lượng vừa đủ có tác dụng chống lão hóa và giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả với phụ nữ nhé. Bì lợn giúp tăng cường collagen ấy, giúp cải thiện được làn da, tóc đẹp, móng khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, làm mờ nếp nhăn hay là rồi ngồi tàn nhang nhé. Vì vậy khi ăn thịt lợn bạn không nên bỏ đi cái phần bì này. Phần bì lợn để muốn làm sạch thì các bạn nên mua loại bì mà làm nông chín nhé. Khi các bạn sờ như thế này nó không có gợn nông gì cả, đó là bì rất là nông chín, không còn lông, chúng ta không no gì ạ. Những lưu ý khi chúng ta sử dụng bì lợn ạ. Đây các bạn cho muối vào và chúng ta sẽ cho phần bì lợn vào để mình rửa sạch phần bì lợn nhé. Những lưu ý khi các bạn sử dụng phần bì lợn nhé, nó có nhiều thành phần khác nhau, tỷ lệ chất béo cao, dầu bợ, lychee, và nếu ăn nhiều thì bạn có thể bị khó tiêu ạ. Người bị tăng huyết áp hay tim mạch thì không nên ăn quá nhiều các bạn nhé, hạn chế ăn một chút. Và người có hệ tiêu hóa kém cũng không nên ăn bì lợn vì sẽ khó tiêu hóa hơn ạ. Nên khi chúng ta ăn hết thì chúng ta nên là luộc bì thật chín hoặc là ninh nhừ đi thì ăn sẽ tốt hơn nhé. Khi ăn bạn cần loại bỏ các phần, như là nếu có cái phần đông ấy thì các bạn nên làm sạch, cạo lại thật sạch đi hoặc nhổ sạch hết phần đông đi nhé thì chúng ta mới sử dụng ạ. Nếu phần lông ở trên bì lợn này mà còn ấy thì có thể gây ra như là gây hại cho màng nhầy của dạ dày ạ. Bì lợn thì nó tiếp xúc với môi trường đầu tiên
lên dễ bị nhiễm khuẩn và hư hỏng nhé. Khi vào mùa và lúc nào đó và cho nên khi chúng ta chế biến món ăn ấy thì các bạn nên rửa sạch bằng nước muối như thế này để chúng ta loại bỏ được hết cái phần bẩn đi các bạn nhé. Bì lợn thì chúng ta có thể chế biến tùy theo ạ. Mình có thể luộc lên hoặc là chế biến thành những món nem thính hoặc là luộc ăn hoặc các bạn ninh lên nhé. Chúng ta tự làm bì lợn chúng ta ăn ấy, thì không sợ là vì có nghi chất tẩy trắng hay là gì cả. Mình mua thịt tươi về, mình mua bì lợn tươi hoặc là mình xin cũng được. Thì miễn là sạch sẽ là chúng ta sử dụng nhé. Các bạn cho mình một ít nước và muối vào nhé. Mình sẽ cho phần bì lợn vào mình luộc. Thịt nữa, cùng luôn. Cái phần thịt đã sôi lên nhé, thì cái nước này các bạn sẽ đổ đi cho mình và mình rửa lại thịt mình luộc nước khác nhé, để cho cái phần đỡ cái mùi hôi của thịt heo ấy ạ. Các bạn cho mình củ hành vào cho nó thơm nhé. Khi bì chín mềm các bạn có thể xiên được qua bì nhé. Thì chúng ta sẽ vớt ra nhé. Để nguội mình thái ạ. Chúng ta có thể làm nem hoặc là mình thái, mình chấm mắm, chấm tỏi ớt là ăn tùy theo, hoặc các bạn có thể hầm lên nhé. Đấy, khi mình luộc mềm như thế này, thái nó rất là mềm, dễ ăn các bạn nhé. Bì khi mình làm sạch sẽ nó rất là trắng ạ. Nên bỏ cái phần nước đầu đi thì sẽ không còn thêm mùi hôi của bì heo. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Các bạn biết khi ăn bì heo nó cũng rất là tốt như thế này. Chúng ta có thể tuần ăn 1 đến 2, 3 bữa tùy theo nhé. Và chúng ta không nên ăn quá nhiều là được, sẽ rất là tốt ạ. Thì các bạn biết bì heo rất là ngon như thế này nhé.